Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Bây giờ là buổi sáng của ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022. Chúng ta đã bước sang tháng mới và như thường lệ, kênh chúng mình sẽ vẫn tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn số lượng pinot đã được exit trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Thì trước tiên thì chúng ta thử lướt qua xem là cái tốc độ khai thác của ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 9 tại Việt Nam đã thay đổi hay chưa? Thì mình cũng vừa mới check ở phần thông báo bảng tốc độ trong cái app đào pi của mình. Tuy nhiên thì vẫn chưa thấy cập nhật giảm, vẫn là 0,0166 pi trên giờ. Thì có lẽ là do bởi vì nó ảnh hưởng điều chỉnh tốc độ theo cái giờ của Mỹ. Hiện tại ở Mỹ bây giờ mới đang chỉ là 7 giờ tối của ngày ngày 31 tháng 8 thôi và chưa chuyển sang ngày mùng 1 tháng 9 theo giờ Mỹ. Có lẽ là sẽ phải sau những ai mà sau phiên khai thác lúc 12 giờ trưa nay thì sẽ được cập nhật cái tốc độ mới vì lúc đấy sẽ sang ngày mùng 1 tháng 9 của nước Mỹ. Ok, thôi cũng hơi tò mò một chút bởi vì các tháng vừa rồi thì cái tốc độ giảm khai thác tốc độ đào khai thác pi cơ sở này thì nó giảm nhưng mà cũng không được không phải là quá đột biến quá cao. Thì mỗi tháng giảm có chút chút thôi, 0,00 bao nhiêu đấy. Tuy nhiên thì các anh em cũng có đồn rằng là trong tháng này sẽ giảm mạnh. Thì cũng rất tò mò nếu mà có giảm mạnh thì là giảm bao nhiêu. Thì thực sự sẽ khi mà pi giảm mạnh và khi mà hệ sinh thái pi đang dần dần hình thành và phát triển ấy thì cái việc khai thác pi càng trở nên khó khăn và khan hiếm thì làm cho cái việc khai thác đồng pi này sẽ càng trở nên khó khăn. Mà cái gì càng khó thì nó lại càng có giá trị các bạn ạ. Đấy, thế nên là anh em cũng hy vọng rằng là, nhưng mà cũng rất là buồn cười, anh em nào mà đang tích lũy được nhiều pi thì mong muốn cái việc cái tốc độ khai thác này giảm sâu để những cái đồng pi mà các anh em đã khai thác được có giá trị. Thế còn những cái anh em nào vào mới thì lại càng mong muốn là cái tốc độ họ giảm thật chậm đi để họ có cơ hội tích lũy được. Đó. Thế nên là kiểu gì thì cho cả hai phe thì cũng đều mong muốn cái đồng pi đều có giá trị cả. Đó. Rồi quay trở lại cái cập nhật tình hình pi nốt trong buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay thì con số pi nốt trên toàn thế giới vẫn duy trì ở mức 102.000. Số lẻ phía sau là 510 pi nốt. So với ngày hôm qua thì cũng có tăng lên, không bị giảm xuống. Đó là điều đáng mừng, không nốt không bị giảm. Cái dòng đầu tiên này của trang web dashboardpi-blockchain.net này sẽ cho anh em chúng ta thấy được những cái số liệu tổng quát nhất của dự án Pi Network. Ô này thì thể hiện là tổng cung của dự án này 9.990.933.700 pi. Thì cái con số này sẽ giảm hàng ngày. Bởi vì sao? Bởi vì hàng ngày có rất nhiều anh em chúng ta hoàn thiện cái bước KIC Minute to Minute, thế nên là cái đồng pi mà anh em tích lũy được ở trong app đào ấy nó sẽ được đẩy về ví thông qua cái ví chính của Bitcoin Team này. Do đó cái ô này tổng cung này sẽ giảm dần hàng ngày này. Cái con số mà các cái app đào người người đào ở trong phiên đang trong phiên khai thác tính đến thời điểm đang làm tin này, mình đang làm tin là 26.464.103 tài khoản. Con số này nó sẽ thấp hơn cái con số mà Pico Team công bố đâu đó khoảng 35 triệu ấy. Bởi vì các bạn hình dung như thế này, có rất nhiều người đào pi theo kiểu phong trào, họ đăng ký ao ao xong là để đấy không đào. Hoặc cũng có những người họ đào nhưng mà không phải là liên tục. Ví dụ như bây giờ thời điểm này là hết phiên một cái phiên khai thác cũ của họ nhưng mà vì lý do nào đấy họ quên. Mãi đến tận chiều tối nay hoặc là tận mấy hôm sau họ mới kích lại TZ để vào phiên khai thác mới. Thì đấy là những cái tài khoản bị rơi rụng đi từ cái tài từ cái công số con số công bố của Bitcoin Team là 35 triệu và tính đến thời điểm hiện tại chỉ có 26.464.103 tài khoản là đang trong cái phiên khai thác thôi. Số lượng sổ cái là 8 triệu 9 các bạn nhé. Số lượng Pnote đã được download về là đến 1 tỷ rưỡi. Con số rất là khủng khiếp. Nếu mà số liệu mà lấy từ trang web này chính xác thì cái việc download pinot này là quá khủng các bạn. Kéo xuống phía dưới thì các bạn có thể thấy được cái lượng giao dịch qua mỗi một sổ cái này.
nhiều nhất ngày hôm nay là có 30 giao dịch qua một cái sổ cái. Đấy. Kéo xuống phía dưới nữa, các bạn sẽ thấy được một cái list danh sách top 20 nước đang sở hữu nhiều Pinot nhất trên thế giới. Chia được cái danh sách được chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là gồm có Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc. Đấy, sở hữu Pinot mức độ là 5 con số. Tiếp theo sau là nhóm sở hữu Pinot mức độ là 4 con số, gồm có Đài Loan, Mỹ, Nhật, Mông Cổ và Đức. Và ngày hôm nay các bạn để ý thấy rằng Mông Cổ đã đè anh Đức xuống vị trí thứ 8 và lấy cái vị trí thứ 7 của Đức cách đây vài ba hôm. Số lượng Pinot cách biệt giữa Mông Cổ và Đức thì cũng không nhiều, chỉ có 27-31 là 4 nốt thôi các bạn ạ. Còn nhóm cuối cùng là nhóm sở hữu Pinot mức độ 3 con số: Malaysia, Hồng Kông, Canada, Singapore, Anh, Úc, Pháp, quần đảo Seychelles, Romania, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bulgaria, sở hữu Pinot mức độ là có 3 con số thôi. Các bạn nhìn thấy cái toàn bộ số nốt mà Bulgaria đang nắm giữ này là 168, so với cái phần lẻ của Trung Quốc là 813 thì Trung Quốc đã gấp gần 8 lần so với Bulgaria, tổng số Pinot của Bulgaria rồi. Để cho thấy cái sự cách biệt Pinot này nó khủng, cực kỳ khủng khiếp như thế nào. Kéo sang bên phải đây thì các bạn thấy được là cái biểu đồ phần trăm thể hiện cái lượng Pinot mà các nước đang nắm giữ. Trung Quốc với 40,79, Việt Nam với 20,24, Hàn Quốc với 18,45. Thì các bạn thấy rằng là cái cách biệt gần như là cả cái thị phần chạy Pinot thì tập trung vào ba cái anh lớn này, còn lại thì chia cho Đài Loan, Mỹ, Nhật, những cái nước thì ở trong cái nhóm còn lại có phần nổi trội hơn nhưng mà cũng không đáng kể. Đó. Kéo xuống phía dưới nữa thì các bạn có thể thấy được một cái một cái bản đồ thể hiện cái sự phân bố Pinot trên toàn thế giới. Đó, tập trung vào ba khu vực chính: khu vực Đông Á, Đông Nam Á là cái sự có sự phân bố Pinot đậm đặc nhất. Nơi này có sự góp mặt của Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, rồi Nhật Bản này, Malaysia, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan, đấy, tập trung hết ở khu vực này. Rồi khu vực châu Âu, lượng Pinot cũng phân bố đồng đều cả cái châu lục đấy, gồm có Anh, Pháp, Đức, Romania, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức, có rồi, Đức nói rồi, ok. Khu vực nước Mỹ là nơi mà sản sinh ra cái dự án P Network này. Nếu mà nước Mỹ mà họ không quan tâm đến dự án này coi như là bẻ rồi các bạn. Tuy nhiên thì nước Mỹ thì cũng nằm trong top 5 những cái nước mà chạy nhiều Pinot nhất, chứng tỏ người dân họ cũng quan tâm. Đã là thành công rồi. Đấy, anh em chúng ta vững tin theo đuổi dự án. Rồi kéo xuống phía dưới nữa thì chúng ta thấy được rằng một top có 10 cái tài khoản nhiều Pinot nhất, một cái tài khoản 97 tỷ, tài khoản này là của Pico Team rồi, chắc chắn rồi. Một cái tài khoản 43 triệu, tài khoản 4 triệu 6, tài khoản 2 triệu 9, một tài khoản 1 triệu 9, một tài khoản 1 triệu 8. Những cái tài khoản này mà là của cá nhân khai thác thì thật sự là rất là khủng khiếp các bạn ạ. Còn những cái tài khoản là hàng trăm nghìn Pico này thì hoàn toàn những cái cá nhân, những cái người đào Pi thì có thể tích lũy được. Họ tuyển được nhiều dép và tham gia ngay từ đầu dự án thì hoàn toàn có thể tích lũy được cái con số này. Rồi chúng ta sẽ kéo sang cái bảng số liệu Excel của ngày hôm nay. Tổng số Pinot ngày hôm nay được đăng lên thêm là 188. Trong đó thì có sự rụt giảm của Trung Quốc với 13 nốt, Đức 5 nốt, quần đảo Seychelles bắt đầu đã bị tụt rồi các bạn ạ. Hôm nay chỉ còn 234 và giảm 1 nốt, Romania giảm 3, Bulgaria giảm 1, còn có Hà Lan, Tây Ban Nha và Anh không tăng không giảm. Ngày hôm nay tăng mạnh nhất thì là Việt Nam, tiếp theo sau là Hàn Quốc, rồi đến Nhật Bản, Mông Cổ tăng mạnh, tăng thêm được 11, trong khi đó Đức giảm 5, do đó thì Đức bị đẩy xuống và Mông Cổ chiếm cái vị trí thứ 7 của Đức ngày hôm qua. Đó là tổng quan những cái thông tin về việc chạy nốt Pinot của các nước trên thế giới ngày hôm nay, ngày 1 tháng 9. Kênh chúng mình sẽ vẫn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về dự án Pinetwork nói chung, cũng như là việc KIC, việc Mainnet, việc trao đổi hàng hóa bằng Pcoin để gửi tới quý vị và các bạn hàng ngày. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, theo dõi của quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của kênh chúng mình nhé.